Hello, xin chào cả nhà. Và ngày hôm nay Đảm làm cái video này để mà chia sẻ về bản thân mình chia sẻ về bản thân mình để tất cả anh chị em chúng ta, những người bạn bè của Đảm đã biết Đảm rồi, cũng như là những anh chị em bạn bè mà chưa biết đến Đảm thì chúng ta có thể hiểu rõ Đảm hơn, được chứ ạ? Vâng, vậy thì xin phép được chia sẻ về cái câu chuyện bản thân mình thông qua cái slide này. Và họ và tên của mình đầy đủ là Phạm Văn Đảm. Năm nay thì mình 31 tuổi và mình đến từ Nam Định các anh chị em ạ. Hiện tại thì Đảm đang là member, một thành viên của MBJ Academy, là học viện giáo dục đầu tư và quản lý tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Và đây là hình ảnh của mình tại văn phòng làm việc của SMC Land, với cái khẩu hiệu là SMC Land kiến tạo cuộc sống thịnh vượng. Và rất là vui mừng khi ngày hôm nay được làm quen với tất cả anh chị em trên cộng đồng mạng, cũng như là những anh chị em bạn bè đã biết đến Đảm rồi. Và mình luôn tự đặt ra cái câu hỏi cho mình, đó chính là Who am I? Tôi là ai? Và bản thân Đảm thì cũng luôn luôn nỗ lực hàng ngày là học hỏi phát triển bản thân để trả lời cho một câu hỏi tôi là ai. Và quá khứ thì như thế nào ạ? Thì trước đây thì Đảm cũng đã từng làm rất là nhiều công việc anh chị ạ. Trước đây mình xuất phát điểm của mình thì cũng là một anh thợ xây phụ hồ thôi. Đó thì đây là hình ảnh quá khứ của mình này. Đây là cái hình ảnh năm 2014, đó, Đảm ở công trường, ở một cái lán trại. Các anh chị em có thể thấy là lán trại thì dựng bằng bạc này. Đấy, ở công trường đầu tóc thì đầu bù tóc rối này, đúng không ạ? Đó, và sau đó mình đi học, học tập và mình kiếm được một cái nghề. Đó là mình trở thành một thành viên của công ty cổ phần Thế giới di động, điện máy xanh. Và mình là làm thợ ra hàng lắp đặt điều hòa. Đây là hình ảnh mình đi lắp đặt điều hòa ở trên nóc một cái tòa nhà 3 tầng các anh chị em ạ. Đó, và mình phải đu cả người xuống để mình thi công lắp đặt điều hòa, rất là vất vả giữa trời nắng các anh chị em ạ. Trời nắng, trời mưa, gió rét, rồi mùa đông rét mướt vẫn phải làm. Công việc rất là vất vả, phải bán mồ hôi công sức, thời gian, tuổi trẻ, thậm chí là cả tiền bạc của mình để đổi lấy những cái đồng lương ít ỏi các anh chị em ạ. Và đây thì mọi người có thể thấy là những cái hình ảnh mà Đảm cùng đội nhóm của mình thi công lắp đặt điều hòa. Đó là phải đu thang dây này, rồi là trèo thang rất là cao, rất là nguy hiểm của anh chị em ạ. Đây là mình chụp ảnh thôi, chứ còn nếu như mà anh chị em mà chúng ta có mặt trực tiếp tại hiện trường thì chúng ta cảm thấy là đây là một công việc rất là rủi ro. Đó, phụ hồ thợ xây rồi, thợ lắp đặt điều hòa. Đây là hình ảnh mình thi công này. Đó, có những lúc là bản thân mình phải vác những cái cục điều hòa nó rất là nặng các anh chị em ạ, nó to gấp mấy lần cơ thể mình và mình phải vác nó trên vai. Đấy, mình leo trên thang và mình bê nó lên cái vị trí này để mà lắp đặt các anh chị em ạ, một mình đó. Đây là những hình ảnh mình đi giao hàng, đây quá khứ của mình, đây một anh giao hàng chở hai cái máy giặt, các anh chị em thấy chưa, hai cái máy giặt, ở giữa là những cái thùng Coca rất là nặng. Đây, máy giặt rồi tivi rồi là hàng hóa khuyến mãi đây. Đây là hình ảnh mình đây. Hóa có sách mách có chứng. Chia sẻ những hình ảnh này để làm động lực cho tất cả anh chị em. Chúng ta dám thay đổi đúng không ạ? Dám thay đổi, dám thành công và dám thay đổi. Và khi mà được biết đến câu lạc bộ MBJ SMC thì bản thân Đảm thay đổi rất là nhanh, chóng mặt luôn các chị em ạ. Đến cả người nhà của mình cũng ngỡ ngàng, không nghĩ là mình thay đổi nó quá kinh khủng như thế. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình đã được ở trong một cái môi trường toàn những con người có tâm, có tầm, có tài và có đức, và họ là những người rất là giỏi các chị em ạ, những bạn trẻ, những bạn trẻ 99 2000 thôi nhưng rất là giỏi. Thì tư duy về kinh doanh và đầu tư của các bạn ý, nhiều lúc mà mình cảm thấy rằng ôi trời ơi, mình như kiểu là một học sinh lớp 1 ấy, khi mà bước chân vào cái môi trường này ấy, và bản thân mình là phải luôn luôn cố gắng nỗ lực học tập với 1000% năng lượng để mà theo kịp các bạn.
Vâng, đó chính là hình ảnh đảng cùng đội nhóm, những anh chị trong câu lạc bộ, trong một cái buổi event là chúc mừng những anh chị em đồng hành cùng SMC đã sở hữu những chiếc xe ô tô. Những chiếc xe ô tô đúng không ạ? Và Academy MBJ, Học viện Giáo dục Đầu tư Tài chính hàng đầu Việt Nam, đội nhóm tinh hoa vô địch. Và bản thân mình thì luôn luôn học hỏi, giao lưu và kết nối. Và đây, bên cạnh mình đây là chị Tổng Giám đốc của SMC Lem, chị Ngô Hương Giang. Và bản thân Đàm cảm thấy rất là may mắn khi được đồng hành cùng chị, được học hỏi từ chị rất 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 là nhiều những cái giá trị các chị em ạ. Không phải là những cái bài học về kinh doanh và đầu tư đơn thuần đâu ạ, mà kể cả những cái bài học về về làm người các chị ạ. Gốc rễ tài chính là phúc đức các chị em ạ. Chữ đức thì bằng ba chữ tài các chị em ạ. Đây là hình ảnh của mình tại văn phòng làm việc của SMC. Và mình thì luôn luôn là ao ước rằng là mong muốn là sẽ có một cái môi trường làm việc tốt đẹp, tuyệt vời. Và khi mà mình đặt cái mục tiêu, đặt cái mong muốn thì là vũ trụ đã kết nối cho mình biết đến chị Ngô Hương Giang, biết đến em Di Đông, biết đến SMC, biết đến em DJ. Và triết lý sống của mình là 3C. Đó chính là gì ạ? Đó là chân thành, đúng không ạ? Sống luôn luôn phải chân thành, trung thực, đúng không ạ? Chân lý là gì ạ? Đã. Chân lý, đúng không ạ? Luôn luôn tuân theo là lý lẽ, đúng không ạ? Pháp lý, đúng không ạ? Đúng không anh chị? Và đó chính là chia sẻ. Chia sẻ gì ạ? Chia sẻ những cái kiến thức mà bản thân mình có, đúng không ạ? Bản thân mình học tập, những cái bài học, những cái kinh nghiệm của mình, kinh nghiệm xương máu, không chỉ của mình đâu ạ, mà mình chắt lọc được từ những người thầy của mình, những người đồng đội của mình. Và mình đi chia sẻ, chia sẻ để làm sao ạ, để mong muốn giúp cho tất cả mọi người có cái cuộc sống tốt đẹp hơn, thành công, giàu có, hạnh phúc giống như mình. Và luôn đặt chữ đức lên hàng đầu các anh chị em ạ, luôn đặt chữ đức lên hàng đầu. Chữ đức thì bằng ba chữ tài, đúng không ạ? Và đây là hình ảnh Đảng cùng một số cộng sự. Đây là bạn Katia, chị Ngô Hương Giang, em Lý Minh Minh, hiện đang là giám đốc truyền thông của SMC Land. Chị Ngô Hương Giang bên trái đây là tổng giám đốc của SMC Việt Nam. Đây là bạn Nữ Hương. Bạn Nữ Hương thì hiện đang là giám đốc vận hành của Học viện Giáo dục Đầu tư Tài chính Academy MBJ. Em Ngô Di Đông. Và rất 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 nhiều những bạn trẻ rất là tài giỏi. Và bản thân mình thì luôn định vị mình là một doanh nhân trẻ kết nối. Mình là người trao cơ hội, chia sẻ những cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư. Đây là Phạm Anh Xuân, là founder, là co-founder, đồng sáng lập của SMC Việt Nam. Mình thì luôn chia sẻ cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư các anh chị ạ. Và đội nhóm tinh hoa vô địch. Và đây là một cái buổi gì ạ? Là một cái buổi khai trương động thổ tòa nhà SMC 1 và SMC 2 tại khu công nghiệp Bắc Giang, với dự án xây dựng những ngôi nhà dành cho những người công nhân hạnh phúc các anh chị ạ. Là một gì ạ? Là một thành phố dành cho những người công nhân hạnh phúc. Và Đảm rất may mắn được đồng hành cùng tất cả các anh chị trong SMC Land Việt Nam. Đây là toàn là những bạn trẻ đấy ạ, rất là tài giỏi, các anh chị có thể thấy đó. Ở giữa là chị Ngô Hương Giang ạ, bạn Lý Minh Minh là người mẫu ạ, hiện thì đang là giám đốc thương hiệu của SMC. Tuyệt vời không ạ? Đây là một cái buổi gala dinner tại Vinpearl Hạ Long để mà tổng kết lại quý 1 năm 2021 của đội nhóm. Và ở buổi gala dinner này có tới là hơn 500 anh chị em nhà đầu tư toàn trong cả nước cũng như là nước ngoài về hội tụ, đúng không ạ? Và đây là hình ảnh của mình có mặt trên sân khấu để mà nhận những cái phần thưởng vô cùng là giá trị từ câu lạc bộ. Và đây là hình ảnh trao tặng xe ạ. Còn đây là hình ảnh tại một bữa party, đúng không ạ? Party có tên là Hawaii Party tại
thành phố Phú Quốc, à, tại hòn đảo Ngọc Phú Quốc ạ. À. Vâng ạ, mọi người có thấy đội nhóm tinh hoa vô địch không ạ? Và bản thân mình rất 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 là biết ơn MC Việt Nam. À, đây là một hình ảnh, à, hình ảnh đội nhóm của mình, à, tại gì ạ? Tại Vinpearl Hạ Long. Tại Vinpearl Hạ Long, đây là hình ảnh đội nhóm của mình cùng tất cả các anh chị em đúng không ạ? Tham gia team building. Tham gia team building tại Vinpearl Hạ Long. Đây, mình ở giữa đây. Đó, các anh chị em có thể thấy mình ở giữa này. Rồi tiếp theo đây là hình ảnh đội nhóm của mình, à, tham gia tour bất động sản thực chiến, à, tại Phú Quốc, và đây là Vin Wonder Phú Quốc ạ. Đây mình ở giữa đây, mình ở giữa đây, mình thì luôn định vị mình là trung tâm của mọi sự chú ý. Vâng, Business Connectors đúng không ạ, doanh nhân trẻ kết nối, và mình được kết nối rất là nhiều những người tài giỏi. Đây là anh Tiến Hoàng, đạo diễn Mr. Tiến Hoàng đúng không ạ, là CEO của học viện, à, Timestar Việt Nam. Đây là chị, à, Chử Thị Mừng, là giám đốc tài chính của SMC Việt Nam, và mình cũng có mặt tại cái lễ trao trao phần quà để, à, trao phần quà cho chị, à, khi mà sở hữu được chiếc xe riêng cho mình. À, đây là chuyên gia phân tích thị trường, à, Kim Nhung. Và mình cũng đã may mắn khi là được đồng hành của bạn Kim Nhung, được học hỏi rất là nhiều những cái kiến thức về thị trường tiền điện tử đúng không ạ, hiểu được những cái, à, quy luật của thị trường đúng không ạ, hiểu được luật chơi đúng không ạ, và biết được các cái chu kỳ lên xuống của thị trường, để mà làm sao mình hiểu luật chơi rồi mình tuân thủ luật chơi và mình có cái chiến lược chơi đúng không ạ, mình học cách chơi để mình chiến thắng đúng không ạ. Ngày hôm nay dù thị trường nó có lên thì anh chị em chúng ta vẫn có tiền, dù thị trường nó xuống thì anh chị em vẫn có tiền đúng không ạ, và cuộc chơi thì luôn luôn tiếp diễn đúng không ạ, luật chơi thì luôn luôn thay đổi, và chúng ta phải là những người thích nghi đúng không ạ, chúng ta như là những nhà đầu tư hay chúng ta là những nhà đầu cơ khi tham gia thị trường này đúng không ạ. Và đây là hình ảnh, à, vợ chồng, à, chuyên gia Nhung Tú thì cũng đã sở hữu cho mình được một chiếc xe riêng khi mà 6 tháng đồng hành cùng với lại SMC MBJ. Và đây là bạn Ngô Duy Đông, à, cũng rất là cảm ơn em Ngô Duy Đông trong thời gian khi mà em, à, khi mà anh Đảm biết đến MBJ thì em Ngô Duy Đông đã hỗ trợ cho mình rất là tốt. Bạn Ngô Duy Đông hiện tại đang là trưởng phòng sale cũng như là marketing của Học viện Academy MBJ. Và đây là hình ảnh mình, à, cùng, à, ban lãnh đạo của SMC MBJ nâng ly để mà chúc mừng những thành công của, à, SMC Việt Nam tại, à, Gala Dinner, à, ở Vinpearl Hạ Long đây chị ạ. Rồi, và khi được đồng hành cùng với lại SMC thì Đảng cũng được học hỏi rất là nhiều những cái kiến thức tư duy về kinh doanh và đầu tư tài chính thông qua bộ game là Cash Follow của tỷ phú Robert Kiyosaki, và mình biết được là cách, cách vận hành dòng tiền đúng không ạ, cũng như là cách quản lý tiền bạc của mình đúng không ạ, cũng như làm thế nào để chúng ta tận dụng những cái cơ hội đúng không ạ, để chúng ta, dịch chuyển tài sản của chúng ta vào những cái kênh đầu tư như là bất động sản đúng không ạ, là cổ phần tòa nhà đúng không ạ, để chúng ta có những cái dòng tiền, có những dòng tiền ổn định đúng không ạ, và làm thế nào để mà chúng ta tự do về tài chính, tức là như thế nào ạ, chúng ta thoát khỏi cái vòng trật chạy, tức là cái thu nhập thụ động của chúng ta lớn hơn cái chi phí đúng không ạ. Và rất rất nhiều bạn trẻ rất là tài giỏi, đây là bạn Katia, một chiến tướng của MBJ, và, cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã dành thời gian để mà theo dõi cái phần chia sẻ giới thiệu bản thân của Đảm, và Đảm xin chào, và mọi người có thể liên hệ với Đảm, theo số điện thoại 0393 623 368. Và câu nói yêu thích của mình đó chính là may mắn lớn nhất của đời người không phải là nhặt được nhiều tiền hay trúng vé số, mà là có những người bạn sẵn sàng dành thời gian giúp đỡ bạn vươn lên những nền tảng cao hơn trong cuộc sống. Và xin chào và hẹn gặp lại. Em